Nhằm triển khai tốt các nội dung trọng tâm trong năm học mới sắp tới, sáng nay Ban Tuyên giáo quận Ba Đình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2024 cho đội ngũ cán bộ giáo viên giáo dục, giáo viên trên địa bàn. Chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2024 diễn ra từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 8. Nội dung tập trung vào các vấn đề lớn như chỉ thị số 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Chỉ thị số 25 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ thị số 30 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đặc biệt là nghị quyết số 23 của Thành ủy Hà Nội đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết quả nổi bật của quận Ba Đình qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và nhiệm vụ năm học 2024-2025 của ngành giáo dục thủ đô. Các lớp bồi dưỡng sẽ giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cập nhật những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên toàn quận.